Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu bạn chiếc máy chơi game Nintendo hay gọi là điện tử 4 nút. Thì đây là chiếc máy được cải tiến với việc tích hợp là 620 trò chơi Nintendo vào trong chiếc máy này, tức là chúng ta sẽ không cần băng để chơi nữa. Và các trò chơi này gần như là cũng khác nhau nên chúng ta có thể chơi lại tất cả những cái trò chơi mà hồi xưa chúng ta từng chơi, rất là thú vị. Thì đây phía sau của cái hộp này là danh sách những cái trò chơi, chúng ta thấy là có những cái trò như là Contra hay là Mario vân vân, rất nhiều. Gần như những cái trò của Nintendo đã tích hợp hết vào cái đầu này rồi. Chúng ta cũng sẽ không cần mua băng nữa. Và cái đầu này thì được bán kèm với hai tay điện tử 4 nút. Các bạn lưu ý là có những cái đầu nó chỉ bán tay có 2 nút thôi. Và một số đầu thì tích hợp chỉ có 500 game. Đây là phía trong của chiếc bộ đồ chơi này. Chúng ta thấy có là đây là bộ cấp nguồn dùng cổng micro USB, các bạn có thể dùng cổng điện thoại cắm vào đây cũng được. Và đây là dây tín hiệu ra màn hình TV. Chúng ta có một đầu vàng là video, đầu đỏ là đầu âm thanh. Và đây là đầu cắm vào cái máy chơi game. Chúng ta có hai cái tay cầm 4 nút. Thì mỗi tay bao giờ cũng có nút điều hướng, nút select và nút start, và đây là nút AB. Nút AB liên tục và AB. Và đây là chiếc đầu chơi game. Điều đặc biệt đây là đã tích hợp 620 trò chơi mà chúng ta không cần băng nữa. Phía trước thì chúng ta thấy có nút công tắc nguồn và nút reset. Đây là công tắc nguồn và reset để đèn báo. Và cái chân này để chúng ta cắm cái tay chơi game vào. Tay 1 và tay 2. Chúng ta sẽ chơi được hai người một lúc. Phía sau chúng ta có cổng là DC in, tức là cổng nguồn, và cổng USB out cắm vào TV. Cổng nguồn này các bạn có thể dùng cáp micro USB các bạn cắm vào. Xong. Và cổng TV out các bạn cắm vào đây. Như vậy ta đã kết nối xong sang TV. Và các bạn chỉ cần bấm công tắc nguồn là sẽ hiển thị ra TV. Đây là tay 1. Tôi sẽ bấm công tắc nguồn. Và ta thấy đèn đỏ. Và chúng ta sẽ chuyển tín hiệu sang TV. Và đây là cái tín hiệu đã chuyển sang TV. Tôi đang cắm trên chiếc TV là 39 inch, hình ảnh rất là rõ nét. Và các bạn sẽ dùng cái tay điều khiển đấy, đấy để chọn trò. Ví dụ ta sẽ chơi trò con trả hả? Và các bạn có thể chọn rất nhiều con trả. Đúng như hồi xưa chúng ta đã từng chơi. Đây có thể chọn được 30 mạng luôn. Tay bấm rất là nhạy. Đây là trò con trà và chúng ta có thể chọn rất nhiều trò khác nhau. Ví dụ ở đây tôi sẽ bấm reset lại. Chúng ta thấy có Super Mario. Đây là nấm. Rất là thú vị. Các bạn có thể chạy nhảy. Rồi. Ta thử chơi trò khác. Ví dụ đây các bạn thấy có rất nhiều trò. Bomberman, gần như tất cả các trò hồi xưa cũng đã có ở đây. 620 trò. Hồi xưa thì có những cái trò mà chỉ một băng mới chơi được thì đây cũng được tích hợp. Sẽ lướt qua một số cái trang cái trò khác nhau. Rất nhiều. Ví dụ như vừa là trò nấm chuối. Ngay cả trò son son này cũng có này. Reset.
Đây chúng ta phải nhớ tên các trò rồi chúng ta chơi nhiều thì mình nhớ được. Ở đây có cái tennis này, Phúc Ai này. Nó thử chơi nấm chuối. Đây cho nấm chuối. Hay những trò như là đáp ơn được ra không? Rất là thú vị. Hay là chúng ta có trò bóng đá chưởng. Chứ là trò bóng đá đấm nhau. Rất hay. Hồi xưa tôi cũng hay chơi trò này. Chúng ta chơi thử trò ăn cắp chìa khóa. Giao diện giống hệt hồi xưa. Rất nhiều trò. Ngoài ra chúng ta có cả trò tăng. Bắt Nen City. Video đây ta có trò cậu bé ba mắt. Qua chơi chồng một đội. Chết rồi. Thì trên đây là một số trò chơi chúng ta thấy rất là thú vị. Các bạn có thể mua về nhà để giải trí. Thì để tìm hiểu thêm chi tiết về cái máy này, các bạn có thể vào trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.